Chiều nay ngày 18 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh tổ chức hội nghị với các sở ngành và các đơn vị liên quan để góp ý thông qua dự thảo đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030. Đô thị thông minh chính là giải pháp chiến lược tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý đô thị tinh gọn, Bước đầu, dự án đô thị thông minh sẽ triển khai trên địa bàn thành phố Tân An với kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Tân An tiếp cận triển khai các dịch vụ đô thị thông minh hiện đại như các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực chiếu sáng, giao thông, an ninh trật tự, quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục tại hội nghị, các ngành đã thảo luận chỉ ra những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn chỉnh đề án theo hướng sát với điều kiện của tỉnh, mang lại hiệu quả cao khi triển khai thực hiện. Trên cơ sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các sở ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh nhấn mạnh Đề án đô thị thông minh phải được triển khai trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có, riêng Sở Thông tin và Truyền thông đơn vị đầu mối thực hiện đề án tiếp tục theo dõi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành địa phương, đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong thời gian tới. Đồng thời, tham mưu xây dựng kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ngay sau khi đề án được phê duyệt để làm cơ sở cho các ngành triển khai các dự án thành phần trong phát triển dịch vụ đô thị thông minh của các ngành. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Tân An phải kịp thời đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực để triển khai, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng dịch vụ đô thị thông minh.